Chúng tôi sống ở Phần Lan, một đất nước có văn hóa, giữa những con người có văn hóa, nơi mà các ý niệm thịnh vượng được thực hiện hài hòa với các ý niệm độc lập, tự do, bình đẳng, minh bạch, quyền của con người được tôn trọng. Với những biến đổi về kỹ thuật ngày nay, đất nước này đang tiếp tục phát triển văn hóa hiện đại mà vẫn hãnh diện duy trì được văn hóa truyền thống. Sau đây là một vài hình ảnh chụp trong hội chợ Trung Cổ, là một sinh hoạt văn hóa hàng năm ở thành phố Turku, nơi chúng tôi định cư. Thành phố này là thủ đô đầu tiên trước khi Helsinki trở thành thủ đô của nước Phần Lan ngày nay. Turku cũng đã được bầu làm thủ đô văn hóa của Âu Châu vào năm 2011. Hội chợ Trung Cổ này là một trong những nỗ lực của người Phần Lan để bảo tồn màu sắc văn hóa riêng trong lúc vẫn phát triển các kỹ thuật hiện đại, đồng thời lại dựa vào những thế lực xa để kiềm chế tham vọng bành trướng của anh láng giềng khổng lồ nước Nga. Phải chăng đây cũng là cách mà một quốc gia nhỏ bé bên cạnh một nước lớn để bảo vệ cho nền độc lập quý báu mà họ chỉ đạt được mới có hơn 100 năm nay?